Chúng con ở đây thật hay quá. Trích bài giảng lễ Chúa Hiển Dung của giám mục Anastasio Sinai. Đức Giêsu đã bày tỏ mầu nhiệm này cho các môn đệ trên núi Tabor. Đang khi cùng đi đường, người đã chuyện trò với các ông về nước trời và về cuộc quang lâm của người. Có lẽ các ông chưa xác tín những điều người tiên báo về nước trời, nên người muốn cho các ông thâm tín tận đáy lòng và từ những việc hiện tại, các ông có thể tin vào những việc tương lai. Vì thế, trên núi Tabor, người đã cho các ông thấy một quang cảnh thần diệu như hình ảnh báo trước về nước trời. Dường như người muốn nói với các ông, để anh em khỏi mất lòng tin trong khi còn phải chờ đợi, thì ngay bây giờ, Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người hiện đến hiển trị trong vinh quang của Cha Người. Để chứng tỏ Đức Kitô muốn thế nào thì có quyền làm như thế. Tác giả sách Tin Mừng thêm, 6 ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông, dung nhan người chói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa, các ông thấy ông Môsê và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Đó là những điều kỳ diệu của ngày đại lễ hôm nay. Đó là mầu nhiệm đem lại ơn cứu độ cho chúng ta, mầu nhiệm đang được thực hiện trên núi vào chính lúc này. Quả thế, cả sự chết lẫn vinh quang của Đức Kitô đang quy tụ chúng ta. Vậy chúng ta sẽ đi đâu vào những mầu nhiệm thánh thiêng khôn tả này, cùng với những người Đức Kitô đã tuyển chọn trong số môn đệ được Thiên Chúa dẫn lối soi đường? Để được như thế, chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói thánh thiêng của Thiên Chúa. Từ đỉnh núi cao, người đang khẩn thiết kêu mời chúng ta. Tôi dám nói là chúng ta phải mau chân tìm đến đó như Đức Giêsu. Giờ đây, trên trời, người vẫn đưa đường dẫn lối cho chúng ta. Cùng với người, chúng ta sẽ rực sáng. Và chỉ những ai có đức tin mới nhận ra vì một cách nào đó khuôn mặt tâm linh của chúng ta được đổi mới, được nên đồng hình đồng dạng với người. Và cũng như chính người, chúng ta không ngừng được biến đổi hình dạng, được thông phần bản tính thần linh và sẵn sàng để được đưa về trời. Chúng ta hãy chạy đến đó phấn khởi hân hoan, hãy vào sâu trong đám mây như các ông Môsê và Elia, hay các ông Giacôbê và Gioan. Như ông Phêrô, hãy say sưa chiêm ngắm cảnh tượng thần thiêng, hãy để cho cuộc biến đổi hình dạng vinh quang của Chúa biến đổi con người bạn, giúp bạn siêu thoát cõi đời và xa rời trần thế. Hãy từ bỏ xác thịt, lìa xa thụ tạo và quay về với tạo hóa, với đấng mà trong phút xuất thần, ông Phêrô đã thưa lên, lạy Ngài, chúng con ở đây thật hay quá. Hẳn rồi, lạy Thánh Phêrô, ở đây với Đức Giêsu và ở đây mãi mãi thì thật hay quá. Còn gì hạnh phúc hơn, còn gì cao cả và quý báu hơn là được ở với Thiên Chúa, được nên đồng hình đồng dạng với người và được chan hòa ánh sáng. Hẳn rồi, mỗi chúng ta khi có Thiên Chúa ở trong mình và được biến đổi nên hình ảnh thần thiêng của người, thì phải vui mừng kêu lên, ở đây thật hay quá. Vì ở đây mọi sự đều sáng ngời rực rỡ, ở đây có niềm vui và hạnh phúc ngọt ngào, ở đây lòng ta được an toàn, được hoàn toàn bình an, thanh tĩnh và êm đềm. Ở đây ta được nhìn thấy Đức Kitô, người chọn chỗ này làm nơi cư ngụ cùng với Chúa Cha. Vừa bước vào, người đã nói, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Ở đây có Đức Kitô là có những kho tàng chất chứa phúc lộc đời đời. Ở đây những hoa trái đầu mùa và những hình ảnh tiên báo đời sau được mô tả như đang hiển hiện trong một tấm gương vậy.